đẹp tới mua nha quý anh chị. Bận bơm ở trong clip hai chị gái xinh đẹp tới mua nha quý anh chị cô bác ơi. Chai ha, đây là con kiến đẹp hết biết luôn. Chị cần tới nha quý anh chị. Cảm ơn chị nhiều à. Dạ dạ được. Bỏ tặng quà cho em. Chị phải tí chị, thấy chị. Thấy chị là fan của chị Cảnh đó một chút chị ạ. Mấy anh đó tên chụp giùm. Chị Cảnh có duyên lắm luôn á. Dạ thì chụp với chị em đi. Chụp thì chụp với chị Cảnh. À nha 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 mấy bạn. Đúng nha. Chưa đâu, đổi kiểm soát đi. Dạ, cảm ơn hai chị nhiều. Dạ. Ủa, hai chị đến từ đâu vậy? Từ này chị ở nước ngoài. Về nước ngoài hả? Từ đâu về chị? Úc hả chị?
chị lo có nhà không ta? Đi công chuyện rồi chị Cảnh ơi. Chị bao lâu rồi sao? Đi sáng chị sớm rồi. Chắc là chị em mình vô cần lưng. Em cầm nóng thì em không phải. Chị Loan đi đâu sáng là sớm rồi? Chưa em. Chúng con bên bản á. Chị Loan đi đâu? Buổi sáng đi xe gì ta? Sáng đi đâu đi xe gì? Hai chị cho anh em vô khu vui. Dạ. Cảm ơn chị rất nhiều. Chụp mấy em rất nhiều. Dạ cảm ơn hai anh chị.